chào tất cả anh chị em các bạn nha. Hôm nay 29 Tết tụi mình đi ra ngoài Paris để mua sắm đồ Tết. Ở bên cái đoạn đường Place d'Italie thì nó vắng hơn, còn bên phía mình Ivry đồ này kia thì nó đông. Hôm nay mình đi nhiều chỗ lắm, mình đi lấy trứng nè, mình đặt trứng hột vịt lộn. Rồi sau đó thì mình sẽ vô mua những món đồ ăn cần thiết cho Tết, Tết Nguyên Đán. Và sau đó thì mình sẽ đi ăn nhà hàng của Hàn Quốc. Hôm nay trời đẹp, không có lạnh. Cái đoạn đường này thì khá vắng vẻ ha. Đây xe Trottinette quá trời luôn nè. Trời đẹp quá. Đi ra Paris một cái khó nhất là kiếm chỗ đậu xe. Phải mất ít nhất là 15 phút để tìm chỗ đậu xe. Nhiều. Mà chỗ đậu thì nó rất là nhỏ. Mình đi chợ Tết. Hôm nay là 29 Tết. Hôm nay đông ơi là đông luôn. Mình thấy hàng nó trống. Hàng trống quá trời trống luôn, bà con ta đi chợ Tết nè. Quá trời quá đất không. Bánh chưng, bánh tét, bánh gì cũng có. Mì. Mì xào. Mua được tiền xào. Đủ cái loại mì ha. Mì có giá đồng 21. Đậu hũ nè. Đậu hũ về làm đồ chai. Trời ơi, ngày hôm nay nó đông hơn những ngày tuần trước nữa. Tại hôm nay là giáp Tết rồi, tăng Tết luôn anh chị các bạn. Hôm nay là 29 rồi. 29 Tết rồi. Nên ai cũng tranh nhau đi rau nè. Rau. Còn 2 cái. Còn mấy luôn 2 cái. Hết tiền. Hết hàng luôn rồi không? Chợ năm nay nó cũng hạ giá nhiều cho người ta mua. Cũng thấy để giá tiền. 13 đồng 90 ký. Không có lối đi luôn. Không thấy rau răm. Muốn mua không thấy, chưa thấy, chưa đi tới. Muốn mua rau răm để về ăn với lại hộp vịt lộn này 90 cm một bó nè. Có thể bên chợ Paris Store nó có rau răm. Rau, có cái này lô hỏi. Lô hỏi nó bán 2 đồng 38 một ký. Không lối đi luôn. Chải. Chải quá trời luôn. Bí đao. Ô, bí đao nó cúp bê. Chải để làm muối chua nè. 3 đồng 39. Không có rau răm. Chắc phải đi ra Paris Store để mua rau răm. Trời ơi. Kính mi, kính mít luôn. Thấy ngập người luôn, thấy không? Đông nghẹt luôn. Nói chung giờ chợ nào nó cũng đông giống vậy á. Mua gà cắt có đầu không anh? Không. Không mua hả? Ok. Trời ơi, coi nè, hàng thịt này nó đông. Hàng thịt nó đông luôn. Quá trời hơn. Đây, đây, đây hàng rau. Hàng rau em đi thử coi. Ôi ơi, đông tấp nập luôn. Thịt trống luôn ha. Hàng đông lạnh nè. Wow, bà con Tây, Tàu, đồ Á Đông rồi, có đủ hết nha. Nhộn nhịp luôn. Cá, có cua nè. Cua xanh. Cua xanh. Đi cái hàng nào cũng thấy trống. Cá, mắm rồi, hàng đông lạnh rồi cũng có nhiều luôn. Nay người ta đi chợ nhiều quá.
ra bà con ai cũng tranh thủ đi chợ. Bắp cải nè, bắp cải cũng đã giá nên có đồng 60 thôi. Nên két két mịt mười đông luôn. Dừa 2 đồng 99, mua dừa cúng không, dừa nhẹ quá 2 đồng 55 trái dừa, thấy non quá ha. Mua dừa đủ xài là nhẹ quá. Đây là mua trái dừa 2 đồng 55. Xong rồi. À, okay. Đông lắm anh chị em, thiệt á. Mình đi mình nhích luôn á, không có đi lẹ được. Đây quýt nè 3 đồng 90 thùng quýt. Để mua bịch bún tàu anh, vô tới đây không biết đường đâu mà đi luôn. Mua bịch bún tàu sao vậy, muốn gì không muốn gì. Chặt nhạt luôn. Ờ, mất rồi. Đi kiếm bún tàu. Đem xuống đây. Chết quá. Nấm đông cô bún tàu. Nấm đông cô ở đây. Vì bún tàu nó nằm ở đâu. Ui trời ơi. Ừ, đông ha. Ôi trời. Bún dưới đây. Ở đây là hàng gia vị nè. Gia vị cũng đông nữa. Cái gì nè, cái cắm bà con ta đi chợ Tết nhiều ha. Mình lấy một bịch nhỏ thôi chứ kinh mặn á. Lấy bịch này được à. Cắm rỗng hết trơn. Bún hủ tiếu rồi cắm luôn. Mì. Đi ra két. Phải có người đứng ra két để đợi trước. Chứ nếu không á là lát nữa xếp hàng đông dữ lắm luôn. Thấy mọi người ai cũng tấp nập đi phần Tết ha. Bánh bao, bánh bánh nè. Đây hàng bánh, hàng lạp xưởng rồi kia. Rượu mè, bánh in. Hơi đông rồi. Nem chua. À, có hay đợi két rồi. Đợi két thấy nó đông rồi. Đợt tay bóng. Mấy cái này. Đợi đấy, đợi đấy, đợi đấy, đợi đấy. Rồi, thôi đi ra luôn á. Không mua được đồ luôn trên các bạn. Chặt nhẹp người luôn. Người thấy không? Wow, quá trời đông. Tấp nập, bà con ai cũng tấp nập đi chợ. Bánh chưng bánh tét nè, bánh chưng Ngọc Xuyến 15 đồng đò. Đò này chắc ký quá. Bánh tét cũng 15 đồng luôn. Gà nè, gà. Gà này bán nhiêu ký? Mì 6 đồng 60 ký. Gà có đầu. Gà có đầu chỉ Tết mới có thôi, ít khi nào có. Trứng nè. Trứng bắt thảo 8 đồng, 8 đồng 6 trái. Thế nó bán xoài, xoài đu đủ luôn, đang bán cái giá. À, bí, quýt, tại vì bên đây Tết ta hay chung quýt đó. Khoai lang tím cũng đang rẻ. Tím rẻ quá mà mình biết là nó không ngon, tại kỳ rồi có mua rồi, bánh rồi. Tất cả các loại bánh.
Bánh đi, bánh là bánh Tết nè. Kẹo heo này là bánh Tết. Mẫu cầu giải. Hộp giải 2kg, 12 đồng 70. Mà mềm quá. Xoài đẹp. Xoài đẹp 6 đồng 95kg. Mẫu cầu 12 đồng 99kg. Hương mẫu cầu nhìn hấp dẫn. Xoài nè, yêu phải cái ghe hồng 4 đồng 29. Nhìn nó cũng ngon. Nhìn nó cũng tươi. Bên kia là hàng mứt, mà năm nay cũng có nhiều bánh tổ. Bánh tổ là Tàu người ta hay cúng ông Táo. Bánh này bánh gì mình không biết. Bánh với bánh ông Lan với người Tàu mình không quan tâm. Thanh long 13 đồng một ký cũng kiếp ha. Thanh long nhìn cũng tươi với 13 đồng một ký. Đặt luôn. Báo. Lòng đèn đỏ. Y. Ba đang xếp tiền. Kỳ rồi mình đi thì nó không có cũng đông nhưng mà không đông bằng hôm nay ơi con. Mọi người đi mua bông quá trời không? Nhìn đây. Coi xếp hàng mua thịt quay rồi nè. Coi đó, xếp hàng từ hồi nãy giờ luôn á. Xếp hàng mua thịt quay quá trời không? Anh chị em các bạn nha, ngày hôm nay là giáp Tết rồi, 29 Tết. Mình đi chợ. Đi chợ Tết ngày cuối cùng luôn. Để coi cũng không có thiếu gì, chỉ có mấy cái bao cải lặt vặt thôi. Đông quá trời đông, nói chung là vô mua không được. Thật sự là không có đường đi luôn, mọi người chen chúc nhau cái lắm luôn á. Nên mua được có 2-3 món rồi ra thôi. Mình hổm rài nhớ Việt Nam khủng khiếp luôn. 16 năm rồi chưa được ăn Tết Việt Nam, ở bên Việt Nam của mình. Bonjour. Xếp hàng và con xếp hàng mua thịt heo quay đồ này kia, thịt heo quay vịt quay đồ này kia ở đây hồng quá trời đông. Ở ngoài đường thì mình thấy nó vắng vẻ hơn ha, không có đông thì là đông, nhưng mà ở trong chợ á, tại vì đang ở đây là người ta đang đứng đợi đi xuống Bắc Kinh nè. Chợ Chầm Hổm quận 13 là cái chợ Chầm Hổm của mấy cô mấy chú lớn tuổi á, bán cho vui, bán đồ ăn, bán đủ thứ đồ ăn hết luôn á. Mấy lần trước mình cũng có quay ở đây rồi. Thấy không, hôm nay đông hơn kỳ rồi luôn ha. 29 Tết rồi nên là ai đó cũng nhộn nhịp ở đây nè. Thấy đề cô trang trí Tết nhiều nè, treo mấy cái bảng là viết chuyến Tàu không à. Giờ mình sẽ đi vô chợ của Paris Store, là chợ của Tàu, để mình mua rau răm. Đi kiếm mua rau răm mà sao không thấy rau răm. Không có rau răm người ơi, không có rau răm sao ăn à. Đó, trời ơi coi nó nè. Ui trời ơi, thứ hết trơn rồi. Rau răm gì sao ăn được. Chân bó này là được nhất đó. Thấy thảm á. Có rau răm này nó hư hết trơn rồi. Hồng là 2 đồng 50 kg, mình sẽ lấy hồng. Nhìn trượt trên cao. Đi chợ Tết cực khổ thì chứ. Giờ mình đi trả tiền. Nó đông quá trời đông. Chợ Tết bạc luôn. Ô chợ Tết ở Pháp luôn. Tới cái khâu trả tiền thôi cũng mệt nữa, trời ơi nó đông nghẹt luôn. Đông quá. Chợ Tết ở Pháp này. Bà con đi đông ơi là đông. Biết chen chân nhau mà đi thôi chứ. Nói chung là đi là mình nhìn dưới đất không, không dám nhìn ở trên. Nhìn ở trên sợ đụng ta. Tiên ca hiên đi chợ Tết đúng không? Lần đầu tiên. Cảm giác như thế nào? Quá mệt mỏi hả? Thật sự là thứ nhất là đi không đi được. Đông quá, hèn quá thì nó không có tươi.
hàng quá thì nó không có tươi nữa. Nếu mình đi mấy ngày trước thì nó đỡ hơn nha, rồi hôm nay đi thì hàng quá nó không có tươi, rau rồi hư hết trơn, mà nó đông ơi là đông luôn, mà thấy nhộn nhịp thiệt luôn á, thấy rất là nhộn nhịp. Nhưng mà nói gì nói á, nói cũng đâu bằng Việt Nam mình đâu. Thật sự ha, thật sự nói chung bằng Việt Nam mình ha, cả hình ha. Việt Nam mình thấy nó hay, Việt Nam mình thấy nó hay hơn, nó vui hơn ở đây. Hiện tại giờ mình đang đi chợ trời các bạn. Bên đây gọi là chợ mà người ta bán ở bên phía bên ngoài gọi là chợ trời. Một chợ mà còn mình nói mà đi chợ bình thường á. Mình nói đi chợ bình thường á là siêu thị ha. Chợ ở ngoài như thế này gọi là chợ trời nè. Quán cà phê khác trên các bạn ha. Mấy chú bán ra nó đẹp xin đó, trời trời là như thế này, nơi như họ bán đầy đủ luôn, cái gì cũng có. Ồ, hàng hiệu không ha, hàng hiệu không các bạn, 3 đồng, không biết hiệu thiệt không mình cũng không biết. Rau củ quả cái gì cũng có hết luôn. Trái hồng. Quần áo. Áo ở đây thì đủ cái giá cho các bạn. 5-6 đồng. Hồi nãy trong chợ của Tàu vô không mua được quýt nên mình đi ra ngoài chợ trời này mình mua quýt này rất là tươi ngon luôn, nhưng mà đông quá rồi Dung không có quay video được, thì video của Dung xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả anh chị em các bạn đã xem và hẹn gặp lại video sau. Nếu ai thích video của Dung thì đăng ký kênh, nhấn cái chuông để nhận được thông báo của video sau nha. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại.